Đây các bạn, đây là cái đơn hàng chiều nay anh em nhà Thanh trả cho khách hàng đây các bạn. Thì mới đây anh em nhà Thanh lên một cái đợt cá mới, gồm có 10 em cá trống. Thì trong đó có rất là nhiều loại, từ coi Nemo Galaxy Gold, coi Nemo Cooper, coi Get Cooper và coi Yellow Cooper. Thì cái số lượng trên mỗi clip đó thì cũng gần hết rồi các bạn. Và anh sẽ quay theo yêu cầu của khách hàng. Nếu mà khách hàng nào đến sau mà chọn những cái cặp cá đã chốt rồi thì anh sẽ quay theo yêu cầu. Và đây là những cái cặp cá quay theo yêu cầu rồi các bạn. Đó. Thì những cái cặp này thì đi về thành phố Hồ Chí Minh, đi về Tây Ninh các kiểu. Nói chung là ở đây Thạch Anh ship toàn quốc cho mình các bạn nha, ship toàn quốc và bảo hành toàn quốc cho mình. Đó, các bạn cứ an tâm về vấn đề mà ship cá hay là vận hành. Đó, thì trước khi mà tiến hành mình chốt đơn thì các bạn lưu ý giúp Thạch Anh, các bạn vui lòng cho Thạch Anh về cái thông tin nhận hàng, Thạch Anh sẽ check trước. Nếu mà bên vận chuyển ok thì Thạch Anh sẽ tiến hành gửi cá cho mình các bạn nhé. Do dịch thì một số đơn vị cũng như là một số tỉnh thành không có thể nào ship cá được cũng như là ship hàng được. Các bạn cũng thông cảm giúp cho Thạch Anh, nếu mà những đơn nào mà chưa ship được thì các bạn vui lòng đợi giúp cho Thạch Anh các bạn nhé. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của anh em nhà Thạch Anh Sóc Trăng các bạn nhé. Trong clip ngày hôm nay thì Thạch Anh lên cho tất cả các bạn một số hình ảnh về những cái em cá mà chưa từng đăng trên kênh Facebook cũng như là YouTube cũng như là Zalo. Thì những em cá này Thạch Anh vừa mới quay xong thì được khách chốt hết các bạn nha, được khách chốt hết rồi. Và đây là những em cá tương đồng. Thì mới đây á, trong clip trước đó thì Thạch Anh có lên một cái cặp koi Yellow Cooper Galaxy Gold, đó là cặp mã số 02 và chính xác là em cá trống thôi các bạn, đã chốt rồi và yêu cầu Thạch Anh lựa một số cặp tương đồng. Thì đây là những cái cặp cá tương đồng mà khách đã tiến hành chốt đây các bạn. Thì những cái cặp cá này đó thì Thạch Anh quay tương đồng các bạn nha, tương đồng với cặp mã số 02 trong cái lô trước đây. Nếu mà các bạn nào quan tâm về cái dòng koi Yellow này thì các bạn hãy inbox cho Thạch Anh. Về cơ bản ở chải cá beta Thạch Anh gồm có dòng koi nói chung như là koi Nemo Galaxy Gold và koi Nemo Galaxy Gold Cooper, koi Get Galaxy Gold và koi Get Galaxy Gold Cooper và koi Yellow Cooper và koi Yellow Galaxy Gold. Thì cái thể loại Yellow này thì nhiều anh em hỏi Thạch Anh có bán cá bậy hay không. Về cơ bản Thạch Anh không bán cá bậy thể loại này các bạn. Thạch Anh chỉ form để phục vụ cho anh em đam mê. Bởi vì đây là một cái tầm mới các bạn nha, đây là một cái tầm về cá beta mới, màu của nó là rất là phù hợp với những anh em nào kinh doanh để bàn làm việc và nó chơi phong thủy rất là hay. Thì vì thế đối với cái thể loại này các bạn thì phần đa là một số anh em mua về để bàn làm việc cũng như là chơi phong thủy trong nhà. Bởi vì nó là màu vàng gold, Galaxy gold và Cooper đồng, thì đồng vàng đồng thì về cơ bản thì để bàn làm việc cũng như là để ở trong nhà chơi phong thủy rất là hay. Thì phần đa là một số khách hàng của Thạch Anh đó, toàn bộ là những anh em làm việc để bàn thôi các bạn ha. Tuy nhiên cái nhu cầu cũng rất là cao về cái thể loại này. Đó, thì trong clip ngắn ngày hôm nay thì Thạch Anh chỉ chia sẻ đến cho tất cả các bạn một số hình ảnh về em nó. Nếu mà các bạn nào có nhu cầu hoặc là quan tâm về cái thể loại koi Yellow Cooper Galaxy Gold này, các bạn hãy inbox cho Thạch Anh để mình lựa những cái cặp cá ưng ý nhất các bạn nha. Hôm nay anh em nhà Thạch Anh Sóc Trăng đóng cái một cái lô cá bầy, cá đó tầm khoảng 2 tháng 20 ngày các bạn nhé. Thạch Anh ship về Trà Vinh. Thì vừa mới đóng xong và đi gửi cá xong đó thì có một cái bạn khách ở Hàn Quốc và một cái anh khách xem trên kênh BVT khám phá sở thích ở thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thạch Anh quay những cái em cá cặp. Và đây là những cái em cá mà cái em khách ở Hàn Quốc trước đây á kêu Thạch Anh form lên và để dành cho em đó đây. Hôm nay Thạch Anh quay lại cho em khách Hàn Quốc nha. Đó, cái cặp koi base rất là đẹp các bạn nha, koi Nemo base rất là đẹp, màu sắc phân bố rất là hợp lý. Nó cắt nét rất là tốt luôn. Và xin Thạch Anh xin nhắc lại nha, đây là những em cá được đặt trước, Thạch Anh form trước, không có những em cá thứ hai nha. Đây là những em cá bầy mà Thạch Anh form bữa nay nữa là chắc khoảng được 7-8 ngày gì đó các bạn, 7-8 ngày các bạn nha. Đó, em cá bầy rất là đẹp, mà riêng về cái thể loại màu sắc bông màu thế này á thì nguyên ở bên Ý các bạn, nguyên một trang ở bên Ý nó viết về cái thể loại cá này. Và các bạn chơi ở bên Ý thì cũng rất là ưa chuộng về cái dòng này. Và cái dòng này thì về cơ bản các bạn cũng không có nhiều các bạn nha, không có nhiều đâu. Trong một bầy thì nó tầm khoảng là 2 đến 3 cặp như thế này là được dữ lắm rồi các bạn nha. Đó, mời các bạn cùng ngắm cái chất lượng của em nói ra sao các bạn nha. Đây, và em có máy nè các bạn. Bông màu Galaxy rất là đẹp luôn. Em có trống này. Còn rất là tơ các bạn nha. Những em cá này thì anh đang form cho khách đây.
Đó, hôm nay quay lại cho em khách xem, cũng như là chia sẻ đến cho tất cả các bạn một số hình ảnh về nó thôi, chứ em nói thì chưa các bạn nha, chưa hoàn thiện 100% đâu. Các bạn nhìn thấy trong một cái bầy nó đá với nhau, nó gắt ở bên dưới, nó đang trong cái quá trình lành lại đó các bạn. Đó. Đây các bạn, chiếc mạng nhỏ của các bạn, đây là cặp cá mã số 02 và đây là em cá trống, em Corget Cooper Galaxygon. Các bạn thấy cái bộ đuôi của em nó Statia và bộ đuôi ách chuồng các bạn nha. Đây là những cái cặp cá giống được chọn lựa rất là kỹ luôn, và tối, nó tối thì cũng chưa đúng các bạn, đây mới có 5 giờ mấy các bạn nha. Thì anh sẽ quay cho một cái anh khách ở thành phố Hồ Chí Minh, và chiều nay ảnh kêu Thạch anh quay những em cá chất lượng ha, theo yêu cầu của ảnh. Thì Thành vừa mới đi giao một cái đơn hàng về cho cái đơn cá bầy đi Trà Vinh đó các bạn. Thì Thành sẽ tiến hành lựa và quay cho anh đây. Đó, thì nhân tiện đó thì Thành anh sẽ quay cho tất cả các bạn xem về cái chất lượng của những cái cặp cá này như thế nào. Và đây là các bạn nhìn thấy em cá mái không? Bụng căng trứng các bạn nha, bụng căng trứng, giò trứng ở bên dưới đó, cái cục trắng trắng ở bên cái khăn hoàng đó các bạn, nó đã xệ xuống rồi. Và cái em cá mái này không còn chỗ nào để chê luôn các bạn nha. Nó rất là whip, nó rất là whip luôn. Nói chung là đây là một cái cặp cá rất là tuyệt vời, lựa theo yêu cầu các bạn nha. Thì ở đây á, thì anh có rất là nhiều loại cá với rất là nhiều cái loại giá khác nhau ha, từ trung bình đến cao cấp. Các bạn thích loại nào hoặc là thích như thế nào đó thì các bạn hãy inbox cho anh sẽ tiến hành lựa cho mình các bạn nhé. Và đây là cái cặp cá của anh đây, mình lựa cho anh. Và anh, nếu mà các bạn nào đến sau thì nếu mà lỡ như cái cặp này đã chốt rồi đó thì các bạn hãy inbox cho anh sẽ tiến hành lựa những cái cặp xem cho mình các bạn nhé. Đây các bạn, trước mặt nhỏ của các bạn, đây là cặp koi yellow Cooper Galaxygon và đây là em cá trống nè các bạn. Đây các bạn nhìn thấy cái chất lượng của nó không, lột sạch vảy nhuyễn. Và đây là những cái cặp cá rất là tơ các bạn nha, koi yellow của Thành thì rất là tơ, thì em nói mới có tầm khoảng là 4 tháng 20 ngày thôi đó, và nó lột sạch vảy nhuyễn dãy Cooper lên phía sau kìa các bạn, rất là dày, và bộ đuôi full yellow, kỳ trên vây dưới đều full yellow, rất là sạch sẽ luôn các bạn nha. Và đây là em cá mái, đây em cá mái thì Galaxy dày hai bên thịt luôn các bạn nha, dày hai bên thịt luôn, dãy Cooper lên rất là mạnh. Và đây là một cái thể loại mà Thạch Anh không bán cá bầy các bạn. Và có nhiều các bạn hỏi Thạch Anh ơi có bán cá bầy coi Yellow Cooper Galaxygon không, thì câu trả lời là không có bán cá bầy các bạn nhé. Thể loại này thì Thạch Anh chỉ form lên để phục vụ cho anh em, cái loại này thì chơi phong thủy rất là tốt các bạn. Và những hầu như là những cái clip mà Thạch Anh chen những cái cặp coi Yellow Cooper này hầu như là những cái cặp đó đã hết trước. Mới đây thì Thạch Anh có lên một clip về những cái cặp cá giống đó các bạn, thì chỉ có hai cặp coi Yellow thôi, mà hai cặp đó thì đều về thành phố Hồ Chí Minh hết, và chỉ có một anh khách chốt luôn không bạn, một anh khách chốt hai cặp về để bàn làm việc thôi các bạn ha, chủ yếu là vậy. Nó màu vàng Galaxy Gold và Cooper đồng, thì vàng đồng với vàng thì về cơ bản thì rất là phù hợp với những cái bạn nào mà kinh doanh hoặc là anh em nào chơi kinh doanh rồi, rất là hợp lý các bạn nha. Đây các bạn, chiếc mạng nhỏ của các bạn, đây là cặp cá mã số 04, cặp koi Nemo Galaxy Gold Cooper và đây là em cá trống đây. Đó, các bạn nhìn thấy bộ đuôi nó Statigon các bạn nha. Và kỳ trên vây dưới màu sắc rất là tốt, màu sắc rất là tốt, Galaxy dày từ mặt cho đến cái chót đuôi luôn. Và đây là em cá mái đây các bạn. Những cái cặp cá này thì là những cặp cá giống các bạn nha, các bạn về là các bạn ép được luôn các bạn nhé. Tuy nhiên, lời khuyên cho tất cả các bạn đem về các bạn nuôi khoảng 3 đến 5 ngày chúng ta hạ ép cho nó quen với cái dụng cụ nuôi mới. Cái thứ nhất, cái thứ hai là quen với cái nguồn nước. Cái thứ ba là quen với cái thức ăn, để cho những cái cặp cá này nó khỏe mạnh một cách toàn diện thì chúng ta ép một cách là tốt nhất, đó là cái thời điểm ép tốt nhất các bạn nha. Đó, em máy nè, các bạn nhìn thấy em máy ghiền chưa, rất là đẹp các bạn, cặp cá. Và trong cái clip ngắn này thì anh sẽ chia sẻ đến cho tất cả các bạn có 4 cặp cá thôi, 4 cặp cá. Có một cặp cá của một cái em đi Hàn Quốc, em ấy nhờ thợ anh form khoảng đây cần cả 10 ngày, và ba cái cặp cá gồm có ba cái thể loại: koi Yellow Cooper Galaxygon, koi Get Cooper Galaxygon và koi Nemo Cooper Galaxygon. Đó là ba cái thể loại sau này. Đó, nếu mà các bạn nào quan tâm thì các bạn hãy inbox cho thợ anh mã số, thợ anh sẽ tiến hành lựa cho mình các bạn nhé. Đây các bạn, trước mặt anh nhỏ của các bạn, đây là cặp koi Yellow Cooper Galaxygon và đây là em cá trống này các bạn nha. Trời ơi, nó dằn tôi rồi các bạn.
Thì mới đây thì Thạch Anh lên một cái lô cá gồm có 10 em cá trống đó. Thì trong đó có một em coi Yellow Cooper Galaxy Gold mã số 02. Thì ngày hồi đêm hôm tới nay đó thì có rất là nhiều anh em hỏi về cái thể loại này. Và mới đây Thạch Anh quay một cặp nữa thì được khách chốt luôn rồi. Và có nhiều anh em hồi đêm hôm cũng yêu cầu Thạch Anh quay tương đồng. Thì đây, đây là một cái cặp cá tương đồng với cái cặp cá mã số 02, có thể nói là cái chất lượng rất là ngang bằng, có hơn luôn các bạn nha. Màu sắc rất là tốt, Galaxy mạnh và cái star đuôi kìa các bạn, đó các bạn nhìn thấy cái star đuôi ánh gold rất là nét. Và bên ngoài này là em cá máy nè các bạn nha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Em cá máy dầu trứng đã sẽ ở dưới khăn hoàng đó các bạn, cái cục trắng trắng đó, đó là cái dầu trứng của nó các bạn nha. Mà nhiều anh em hỏi ở cá máy cá trống khác nhau chỗ nào, là khác nhau chỗ đó các bạn. Với cái thứ hai nữa là các bạn nhìn thấy trên cái kỳ trên của nó nè, nó không liếm tới cái đuôi nha. Cá máy không liếm tới cái đuôi. Và cái phun của cá máy lúc nào nó cũng nhỏ hơn phun của cá trống hết trơn các bạn nha. Đây, em cá trống này các bạn nhìn thấy. Quá trời whip các bạn ơi, con cá này. Đây các bạn, trước màn nhỏ của các bạn đây là cặp koi Yellow Cooper Galaxy Gold và đây là em cá trống này các bạn, bên trong các bạn nhé. Đó, thì các bạn nhìn thấy cái form size của con cá trống này. Thì vừa rồi thì Thạch Anh lên một cái lô mã số 02 đó, gồm có em coi Yellow thì được anh em quan tâm cũng như là chốt. Thì hôm qua đêm hôm luôn các bạn, thì có một cái anh khách ở thành phố Hồ Chí Minh anh chốt rồi, và cũng có một cái anh khách là cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, đến sau một chút xíu thôi các bạn, thì cũng định chốt cặp mã số 02 đó. Tuy nhiên ai đến trước thì được trước các bạn nha. Và Thạch Anh sẽ nói với ảnh là sẽ quay những cặp cá tương đồng. Thì đây Thạch Anh quay cho bạn xem. Đây là một cặp cá cực kỳ quý các bạn nha, không có thể nói là tương đồng và hơn nữa các bạn nha. Đó, em cá này với cái bộ đuôi Statia và Cooper đồng, ánh lên một màu rất là tốt các bạn. Và em nó lên một màu vàng tươi các bạn ha. Và bên ngoài đây là em cá máy nè. Đó, các bạn thấy em cá máy cực kỳ chất lượng chưa? Quá whip cho cặp cá này các bạn nha. Thì cái cặp này là Thạch Anh quay tương đồng các bạn nha. Nếu mà các bạn nào quan tâm thì các bạn hãy inbox cho Thạch Anh lấy em nó về các bạn nha. Cặp này Thạch Anh không đặt mã đâu. Đó, rất là tốt luôn. Cái máy nè các bạn. Vàng tươi các bạn ha, về để bạn làm việc thì quá trời phong thủy đúng không ạ? Thế cái thể loại cặp Yellow Cooper này đó các bạn được rất là nhiều anh em quan tâm. Hầu như là lô nào thì có những cái cặp này thì những cái cặp đó được hết trước rồi các bạn. Mà cái thể loại này thì anh cũng không có lên nhiều cho tất cả các bạn xem được, lý do là cái giá của nó cũng rất là cao ha các bạn nha, giá nó rất là cao. Và đây các bạn nha, đây cũng tiếp theo là cái cặp cá koi Yellow Cooper Galaxy Gold và đây là em cá trống này các bạn. Các bạn nhìn thấy dãy gold của nó từ đầu cho đến chót đuôi ha, bộ đuôi Cooper. Và đây là em cá máy này. Các bạn nhìn thấy em cá máy form như là form cá trống các bạn nha, bụng căng trứng luôn. Thì cái cặp này thiên về cái dòng máu gian các bạn nha, cái dòng máu gian em cá máy nó to cực kỳ to các bạn, cái bụng này đẻ có phải 1.000 trứng á, rất là whip bộ đuôi của nó kìa. Và đây là em cá trống này đó. Các bạn nhìn thấy không, cực kỳ nét và cực kỳ chất lượng các bạn nha. Thì vừa qua anh em nhà Thanh Sóc Trăng đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn một số hình ảnh về những cái cặp cá quay theo yêu cầu của khách hàng. À, nếu các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ Beta Thạch Anh Sóc Trăng các bạn nhé. Beta Thạch Anh Sóc Trăng, BVT khám phá sở thích. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những clip tiếp theo. À, các bạn, khi mà đóng cá thì Thạch Anh sẽ rất là kỹ lưỡng các bạn nha. Ở đây Thạch Anh trồng hai cái bọc các bạn nha, hai cái bọc luôn. Thì bọc này là bọc có bóng chì rồi, chống nóng. Thì giờ cơ bản Thạch Anh sẽ cẩn thận đến mức có thể để vận chuyển đến cho tất cả các bạn một cách tốt nhất. Thì đây Thạch Anh để hai cái bọc các bạn nha. Đó. Và trong mỗi thùng cá đó thì Thạch Anh sẽ để lá chuối ở trên này. Thì cái cách thức mà đóng cá đó và ship cá đi xa đó thì Thạch Anh chia sẻ trên kênh rất là nhiều rồi. Nếu mà các bạn nào chưa rõ thì các bạn lên trên kênh BVT khám phá để các bạn xem giúp Thạch Anh nhé. Và nhất định là cái thùng của chúng ta phải là thùng xốp các bạn nha, phải là thùng xốp. We'll be right back.